Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 3 tầng, diện tích 36m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Ô tô vào tới tận cửa, vị trí của nó gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, ngõ đường thực tế trước nhà khoảng tầm hơn 3 mét. Đây quý vị nhá. Và với căn nhà này thì nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên thì nó không phải là ngõ thông, nhưng nó cũng không phải là căn cuối cùng. Với căn nhà này, nhà xây mới hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ theo đúng như hiện trạng là sáng mua chiều về ở được luôn, sổ sách pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mặt tiền của ngôi nhà gần 4 mét, tương đối rộng và thoáng. Thiết kế của ngôi nhà thì với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một lớp cửa gỗ rất là chắc chắn, kiên cố, thẩm mỹ. Tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Gạch lát nền kích thước gạch 80-80, toàn bộ phần hoàn thiện đã xong hết, hệ thống trần thạch cao, điện, nước, thiết bị vệ sinh đều xong hết cho quý vị. Nhà bán theo hiện trạng có như thế nào em quay review thì sẽ có những cái chi tiết như vậy cho quý vị nhé. Với một tầng 1 là phần phòng khách để xe và đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Thiết kế tương đối là hợp lý, còn nếu mà nói tuyệt đối thì nó cũng rất là khó mọi người ạ. Mỗi người một ý, mỗi một hộ gia đình có một cái nhu cầu sử dụng là khác nhau. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Cách với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao khoảng tầm 800m. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với phần tủ bếp thiết kế cho quý vị là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite. Và với phụ kiện bếp thì lắp đặt xong hết, chậu rửa, vòi rửa cho quý vị. Điện, nước sẵn sàng về ở được ngay. Nói chung với phần không gian phòng bếp cũng tương đối là hợp lý. Tương đối thôi ạ. Tất cả mọi thứ đều là tương đối, còn tuyệt đối thì nó rất là khó. Một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3 của ngôi nhà. Xem ngôi nhà này ô tô đỗ cửa và thiết kế ra sao. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận. Quan trọng nhất là Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại, sổ sách pháp lý rõ ràng, sổ đỏ sang tên được ngay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về mặt pháp lý của ngôi nhà Ngọc Ánh đang quay và tất cả các căn Ngọc Ánh đã đưa lên cho quý vị. Mời quý vị theo em lên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Với phòng ngủ có ban công mở thực tế hướng ra phần mặt ngõ cho quý vị rất là thoáng. Đây. Với căn nhà này không gần đình chùa miếu mạo, không phạm phong thủy gì cho nên quý vị yên tâm nhé. Ngoài cái phần kia thì còn ở đây còn có cả một ô cửa sổ nữa quý vị ạ. Vì mặt tiền của nó rộng cho nên là thiết kế là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt đầy đủ. Dưới chân Ngọc Ánh là gạch lát nền đấy mọi người ạ. Giả gỗ. Cửa thông phòng toàn bộ thiết kế là cửa gỗ. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Còn đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Với phần phòng ngủ này cũng có ô cửa sổ hướng ra phần cầu thang. Một tầng chia hai phòng rất là tiện lợi. Có một số khách hàng thì thích là một tầng một phòng, nhưng cũng có một số khách hàng thích là một tầng hai phòng để tiện quản lý con cái. Nói chung nó tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, cho nên là quý vị cứ tham khảo và có gì thì liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho mình được cái căn nhà ưng ý. Phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 2 đây ạ, đầy đủ hết thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo cũng như sen cây tắm. Gạch thì ốp lên trên tới tận trần, quạt hút mùi được lắp đặt cho quý vị, công năng đầy đủ. Mời quý vị theo chân của anh tiếp theo lên trên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Ngoài đang đứng tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với tầng 3 có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, sử dụng ở tầng 2 và tầng 1. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế phòng ngủ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, cũng có đầy đủ ban công thoáng, một phòng vệ sinh. Đây.
phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 và một sân phơi. Nói chung nhà có sao thì em quay cho quý vị là như vậy thôi. Đây, tầng 3. Xung quanh đây ạ. Quý vị có thể nhìn thực tế. Xung quanh dân cư đông đúc. Đó. Ví dụ nhà nào mà có phạm lỗi gì thì em cũng sẽ chia sẻ luôn cho quý vị. Nếu như mà nó chéo, nó thóp hậu, nó như thế nào đấy thì em sẽ chia sẻ luôn. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nha tốt. Theo số điện thoại ở phía trên màn hình để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.